Hoàng Phương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến nha. Hoàng Phương cùng gia đình đi nhà thờ xong rồi đi lễ xong rồi giờ Hoàng Phương gia đình đi vô trung tâm thương mại để mua sắm nè. Giờ đang đi gia đình Hoàng Phương đang đi mua sắm rất là nhiều mặt hàng, giá rất rẻ nè. Đây là những mặt hàng chăn ga gối nè. Đây là ở sự kiện nha quý vị nha. Rất là nhiều mặt hàng. Rất là đông người để đi mua rồi, những sale tới 50% luôn quý vị nha. Đó, đây là hai cục vàng của gia đình Hoàng Phương nè. Đó, đây cục vàng của gia đình Hoàng Phương đó. Đây là kho gia hàng mỹ phẩm và kho dầu gội rồi, giảm giá đến từ 100 đến 200% luôn, rất là nhiều thương hiệu luôn. Rất là nhiều thương hiệu của diễn ra từ quần áo đến giày dép, giảm từ 50 đến 90%. Các loại giày, mẫu giày dép nào quý vị nhá, rất là nhiều loại giày dép đẹp, tùy theo size luôn, các size nha, sale đến 50% luôn nè quý vị nhá. Tất cả các hàng mẫu giày của Hàn Quốc nè, các mẫu giày rất là đẹp nha quý vị nhá. Còn bên đây là các mẫu giày tây, rất là nhiều giày nha, mẫu giày rất là nhiều. Cái đôi này là giá là 2.290.000 mà giảm 50% thì còn lại 1.145.000. Rất là nhiều mặt hàng giày dép luôn, sale, hàng sale, sự kiện hàng sale quý vị, đây là sự kiện. Đây các bạn đặt like nữa nè. Rất là đông người đi mua. Rất là nhiều đồng hồ đẹp luôn. Bên em là thương hiệu tồn tại 40 năm rồi. Giảm đến 50% luôn. Đúng rồi, tùy theo mặt hàng. Hai tiếng nữa, quẹo lỗ. Đây là túi xách ba lô nè, cũng giảm đến 50% luôn. Quẹo lỗ. Những cái mẫu rất là đẹp nè. Đây khách hàng đang lựa nè. Hai cục vàng của gia đình Hoàng Phương nè. Đó, cục vàng bự, cục vàng nhỏ. Nè, em sang quen. Đó, cục vàng bự, cục vàng nhỏ nè, đó. Đi ham chơi lắm á. Ừ. Đây là sự phạt quần áo. Đây là giảm từ 25 đến 40%. Tùy theo các sản phẩm. Đó. Tùy theo sản phẩm nha quý vị nhá. Có sale rồi. Có sale. Áo rất là đẹp nha quý vị nhá.
Một hàng rất đẹp. Bên đây là sale tới 70% luôn. Túi sách ba lô. Bữa nay là ngày cuối cùng rồi nha, từ ngày 15 đến ngày 17. Đây là các dòng giày thể thao này như vậy. Có những dòng giày rất là đẹp. Mỗi giày rất là đẹp rồi. Đơn hàng giảm tới mấy mươi phần trăm rồi. Đó, đôi này là 1.799.000. Đây là những cái mẫu dài thể thao, đây là sự kiện như quý vị vậy. Chỉ có tổ chức có 3 ngày thôi, 15, 16, 17. Rất là nhiều mẫu dài đẹp nha quý vị vậy. Nhưng đôi dài này cũng rất là đẹp rồi. Đôi dài này là 1.890.000. Mà nó giảm tới 50%. Em ân chạy quá, mẹ mệt em ân quá à. Mẹ nắng đôi dài thì mẹ chè rất là quay. Đây là đôi giày là Bolova nha quý vị nha. Xem. Rất là mẫu đẹp. Đôi giày này cũng rất là đẹp nè. Dẫn con gái đi chơi giờ mệt quá giờ bú sữa luôn nè, giờ bú rồi, bú xong rồi tiếp tục tiếp nạp năng lượng đi chơi tiếp. Đây là gian hàng nước hoa, có rất là nhiều loại nước hoa nha, nhà tùy reo lửa. Rất là nhiều thương hiệu này. Trung đoàn. Giảm giá đến 70% tất cả các sản phẩm luôn. Rồi tôi đi tiếp tục nha. Rất là nhiều loại túi da tôi sách giao nhiêu vậy. Đây là cái áo đầm sale 50% luôn. Rất là đông người đi mua cho quý vị vậy. Vòng vàng bạc nữ trang. Rất là nhiều khách đi mua, rất là đông. Quán nữ trang, các loại trang sức rất là đẹp nha quý vị. Các loại trang sức bằng bạc. Khách hàng rất là đông. Không tròn, không đẹp. Dạ đúng rồi chị. Vậy thì cũng dọn lên, chị dọn lên. Dạ đúng rồi. Một sale rất là nhiều. Nhìn áo, nhìn dép. Thank you.
rất là nhiều khách hàng đi mua giống như vậy. Đây là gian hàng quần áo, chất lượng rất là đông, tập trung và giày dép rất là nhiều. Các bạn nam đang lựa giày rồi. Siêu hàng quần áo rất là đông. Giảm rất là sâu cái gì nhá, 50-60% luôn. Đi sách polo. Mình giày dép luôn. Giảm tới 50% một đôi. Rất là đông người mua. Tôi có lo cái sách quần áo này. Hoàng Phương xin tạm dừng video đây nha quý vị nhé. Chúc quý vị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc với gia đình.